Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Vietnam.com sẽ giới thiệu đến các bạn hai mẫu dép sandal. Mùa hè đã đến rồi đúng không ạ? Và dép sandal đang được lựa chọn rất là phù hợp cho các đấng mày râu năm mùa hè năm 2015 này. Và Vietnam.com hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn hai mẫu dép sandal mã số DP332325. Sản phẩm này thì có hai màu, màu xanh và màu nâu bò, giúp các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Và hãy cùng Vietnam.com đi vào từng chi tiết của sản phẩm để xem sản phẩm dép này có những đặc điểm gì đẹp, có những tình tiết nào bắt mắt các bạn nhé. Nên các bạn có thể xem tận mắt sản phẩm. Sản phẩm này được làm bằng 100% da bò. Và điểm đặc biệt của dép, mẫu dép sandal này chính là phần lót đế các bạn ạ. Lót đế được làm từ lót đế da các bạn ạ. Đây các bạn có thể nhìn xem, một lớp da và được dập họa tiết rất là đặc biệt. Đế thì làm từ cao su đúc cùng các họa tiết chống trơn trượt, các bạn di chuyển dễ dàng. Và sản phẩm này thì rất là phù hợp vào mùa hè rồi, kết hợp với quần jean mặc với quần ngố trong những buổi dã ngoại. Và sản phẩm này đang được bán với giá 480.000 đồng. Hãy truy cập trang web www.vietnam.com hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0912698523 để có thể hiểu thêm về sản phẩm cũng như các chính sách ưu quyền ưu đãi tại vietnam.com. Chúc các bạn có sự lựa chọn hoàn hảo cho riêng mình. Cảm ơn các bạn.